Ê Ngọc, biết câu này không? Chỉ tao coi, cây bần thuộc nhóm rễ nào nè? Dễ mà, mày thấy rễ của cây bần đâm từ phía dưới đất lên không? Đó là rễ thở. Tao có câu này nãy giờ suy nghĩ chưa ra nè. Đọc đi. Cậu gì khó với chạy, không biết làm gì ơi. Bởi vậy mới hỏi. Quang ơi Quang, mày biết câu này không Quang? Quang ơi, Quang Quang. Ủa mày đâu Quang? Đây, mình có mấy cái thẻ coin nè, cho bạn luôn, để dành đổ quà ha. Cho chị già thẻ nha Quang, cho chị đổ quà. Cho chị đi quán. Trời ơi, chị Thảo. Chị già rồi, mà sao gì dữ mấy trơn vậy? Cái này là để cho bé heo. Nè. Cảm ơn nha. Này, sữa nè, uống đi. Bữa nay Quang chu đáo với trời. Trời ơi, bữa nay thời tiết lạnh rồi, còn chú nó lạnh nữa chứ. Vậy thôi, để mình đem bỏ vô lò vi sóng, hâm nóng rồi mang ra cho bạn uống ha. Quang, em chị heo đều là con gái, mà sao anh xưng hô chị heo bằng bạn, còn xưng hô em bằng mày, kỳ vậy? Mày đi chỗ khác nha, anh đang vui, đừng có phá anh. Bé heo đợi Quang 30 giây ha. Sao hôm nay thằng Quang lạ vậy trời? Từ ngày bánh bèo heo này vô tim mình á, là khoảng cách chị em mình với Quang giáo sư càng ngày càng xa nhau đó. Coi lấy điện thoại ra đọc báo tích lũy thêm kiến thức đi. Một chút xíu nữa là anh Vinh làm tập 2 của cuộc thi Ai Là Rich Kid rồi đó. Biết rồi mày ơi. Anh Vinh đi đâu à? Dạ em đi hâm sữa cho bé heo uống. Không có heo lợn gì trơn á, tới giờ quay rồi là đi quay à. Không có hái mận nữa em ơi. Ra ngoài là phim nè. Chào mấy bạn chưa? Chào bạn. Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Lần này cuộc thi của mình cũng giống như lần trước, có 10 câu hỏi đúng không anh? Đúng rồi, 10 câu hỏi. Anh ơi, tập trước câu trắc nghiệm con sông dài nhất thế giới là sông Amazon chứ đâu phải sông Nin đâu anh. Thì đúng rồi, là mình sai đó em. Hả? Rồi câu Trường Sa Hoàng Sa, Trường Sa là ở Khánh Hòa, Hoàng Sa Đà Nẵng mà anh. Thì là mình sai nữa. What the hell? Sao anh dễ nhận lỗi như vậy? Người ta nói anh sai thì anh phải kiếm cái lý do nào đó biện hộ cho cái sai của mình. Còn này nói anh sai cái anh nhận luôn à? Sao anh thiếu phong độ dữ vậy? Sai thì nhận sai đi. Rồi nghe các bạn ta đóng góp ý kiến, mình học hỏi trao dồi kiến thức bản thân. Ở đó bị đặt biện hộ làm gì? Mấy đứa thấy nãy gì không? Trời ơi em biết rồi anh Vinh ơi. Săn một thẻ đặc biệt đổi được một cái vali chứ gì. Cái này ai mà không biết anh. Trời đất ơi, không có phải. Cái phần thưởng này á là dành cho người vượt qua 10 câu hỏi. Cái vấn đề là chỗ này nè. Cúc thăm, cúc thăm, cầm giùm anh đi. Đây, số thứ tự của thành viên sẽ tương ứng với con số nằm ở trên cái que đè lưỡi này nha. Dạ. Gốc đây, đứng đi qua bờ bên kia giùm tôi cái đi. Gốc, gốc, gốc. Gốc đi, gốc đi, gốc đi. Từ từ thôi. Gốc đây, gốc đây. Đưa ra ngoài đem cái bàn dự thi vô trong này giúp anh đi. Anh Vinh ơi. À, em cũng quên nói vậy mà hôm nay anh quay clip gì vậy? Ai là Rich Kid tập 2? Vậy em rút luôn nha. Rút đi. Ê số 2 nè. Rồi số 2 ra ngoài kinh bàn vô đây đi. Dạ. Rồi còn mình á thì sẽ để cái vali đầy tiền này ở đây nha các bạn. Tập 2 của cuộc thi Ai Là Rich Kid xin được phép bắt đầu. Anh Vinh, cái cột mốc phần thưởng của tập 2 này anh tính sao vậy? Thí sinh vượt qua 3 câu đầu sẽ nhận được một cái túi rút và bên trong là một lốc sữa chai. Vượt qua 6 câu thì thí sinh nó sẽ nhận được một áo mưa và một thùng sữa. Và cuối cùng là vượt qua 10 câu là nhận được một cái vali trong đó chứa đầy. Kiếm chỗ ngồi, vô ngồi đi. Số 1 đâu? Đây, em số 1. Đây, Ai Ngọc số 1 nha các bạn. Mình chơi đầu tiên nha các bạn. Ai Ngọc vô vị trí. Rồi anh ơi. Câu 1 của Ai Ngọc xin được phép bắt đầu. Ngày 1 tháng 4 hàng năm được xem là ngày gì? A. Ngày chơi khăm. B. Ngày vui vẻ. C. Ngày cầu an. Và D. Ngày tạt nước. Trời, câu này dễ nè. Ngày 1 tháng 4 chính là ngày cá tháng 4. Em chọn câu A. Ngày chơi khăm. Chính xác. Yeah. Qua câu 2. Tác giả bài quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai? A. Nhạc sĩ Văn Cao. B. Nhạc sĩ Văn Ký. C. Nhạc sĩ Hoàng Hòa. Và D. Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng quân. Quay, anh không phải là giờ anh hát đâu. Anh chọn đáp án lẹ giùm tôi đi. Em chọn câu A, nhạc sĩ Văn Cao. Chính xác. Qua câu 3. Đúng câu này em sẽ nhận được một cái túi rút đó. Dân số Việt Nam đang đứng thứ mấy trên thế giới? A. Thứ 13. B. 14. C. 15. Và D. là thứ 16 trên thế giới. Trời đất ơi, sao anh hỏi em
mấy câu gì mà nó dễ như vậy? Em chọn câu C, đứng thứ 15 trên thế giới. Đúng! Lỡ đồ làm tổ đi. Thấy tôi màu gì? Để em lấy màu cam anh ơi, cho hơn. Gì lấy màu đó. Câu hỏi thứ tư. Con vật nào dưới đây là linh vật SEA Games năm 2009? A. Con voi. B. Con gà. C. Con hổ. Và D. Con mèo. Năm nay là năm 2023. Anh hỏi năm 2009 xem biết được. Không biết thì có thể sử dụng quyền gợi ý. Thôi anh, mới có câu 4 mà. Mà em sử dụng quyền gợi ý rồi. Mấy đứa xem thường em rồi sao? Từ từ để em suy nghĩ. Con gà với con mèo là không phải rồi nè. SEA Games mà mình phải lựa mấy con nào thiệt là mạnh mẽ. Em đang phân vân câu A với câu C. Sao ta? Chọn lẹ đi trời ơi. Con chọn câu C, con hổ luôn. Câu C là đáp án sai. Câu A con voi mới đúng nha. Ai Ngọc đi về chỗ. Trời ơi. Em anh ơi, số 2. Rồi số 2, A Đại, số 2 nha. Đây qua câu hỏi của A Đại nha. Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày gì? A. Dỗ Tổ Hùng Vương. B. Dỗ Thánh Gióng. C. Dỗ Tổ Làng Nghề. Và D. Dỗ Tổ Đức Thánh Trần. Câu này dễ các bạn ơi. Em chọn câu A, Dỗ Tổ Hùng Vương. Ngày này năm nào mà không được nghỉ các bạn. Chính xác. Câu 2. Loại củ nào thường được dùng làm thức ăn dưới đây thực chất là phần rễ của cây? A. Củ khoai tây. B. Củ năng. C. Củ hành tây. Và D. Củ cà rốt. Củ cà rốt đúng không Tiên? Em cũng không có biết nữa. Chắc là củ khoai tây á. Em chọn câu D anh ơi, củ cà rốt. Cái này dẹt kìa các bạn ơi. Củ cà rốt là đáp án chính xác. Yeah. Dễ quá mà. Qua câu 3 đi, đúng câu này một cái túi rút nha. Yeah, chuẩn bị có túi rút rồi các bạn ơi. Đỉnh núi nào cao nhất Việt Nam? A. Lan Bèn. B. Hoàng Liên Sơn. C. Phan Xi Păng. Và D. Trường Sơn. Trời ơi, cái này thì quá đơn giản các bạn ơi. Em chọn câu C, Phan Xi Păng. Đúng không anh? Đúng. Yeah. Thích màu nào? Em chọn màu đỏ. Màu đỏ, lấy màu đỏ đi, về chỗ. Câu số 4. Thành phố nào sau đây nằm ở Tây Nguyên? A. Pleiku. B. Biên Hòa. C. Long Xuyên. Và D. Cao Lãnh. Qua tới địa lý này hả? Cái câu này hơi khó nha các bạn. Long Xuyên với Cao Lãnh là không phải rồi đó. Thường mình nghe người ta nói ai mà bị bệnh tâm thần là chở qua bệnh viện Biên Hòa hà. Vậy là chỗ đó chắc chắn ở một cái thành phố lớn rồi. Vậy là không phải. Câu A hả? Pleiku. Cái tên nghe hay vậy? Em chọn câu A anh Vinh ơi, Pleiku. Đúng không anh? Có cần phải nhấn mạnh cái âm tiết sao như vậy hả? Đáp án chính xác. Yeah. Hay hay hay. Qua câu 5, em hãy nhìn hình ảnh và đoán ý nghĩa nha. Có nghĩa là không cần phải nói đúng ý nghĩa 100% đâu, chỉ cần đúng ở mức độ 70% em hiểu về cái hình ảnh này thôi là em vượt qua. Mình thấy cái này bắt đầu khó rồi đó các bạn ơi. Ở đây có một bà lão nè, chắc sắp qua đời rồi. Có một đứa bé là cái mũi không có dài à. Còn mấy người còn lại đều là mũi dài hết trơn luôn. Mũi dài là đặc trưng của mấy người nói dốc đó các bạn. Các bạn có biết câu chuyện cậu bé nói dốc Pinocchio không? Đó đó. Thì mấy người này nè, thấy bà lão sắp mất rồi, giả bộ khóc thôi. Chứ bên trong thân tâm của họ các bạn là sắp chiếm được tài sản rồi. Không biết nãy giờ em suy luận có đúng không anh? Cho quá luôn. Yeah. Thôi đó các bạn ơi. Dạ giọng quá. Nhưng mà nhìn chung là cũng có chút xíu hiểu. Rồi qua. Qua câu 6. Dân tộc Kinh chiếm bao nhiêu phần trăm dân số Việt Nam? A. 66%. B. 76%. C. 86%. Và D. 96% dân số. Cái câu hỏi này nè, 86% hoặc 96%, một trong hai đáp án này thôi chứ không chạy đâu được chứ. Việt Nam mình có 54 dân tộc, mặc dù dân tộc Kinh có dân số đông nhất nhưng chỉ 86% thôi. Mình đang phân vân giữa câu D với câu C nè các bạn. Một cái thì 96, còn một cái thì 86. Anh có thể sử dụng quyền gợi ý mà. Thôi anh ơi, mới tới câu này mà sử dụng cái gì? Tham dữ ta. Hết thời gian. Quyết định cuối cùng em câu C đi anh. Chính xác. Yeah. Áo mưa màu nào?
màu vàng đi anh ơi. Rồi cộng với một thùng sữa cô anh để phía dưới học tủ á. Dạ. Em bưng lên luôn đi. Đấy, em bưng lên luôn. Ừ. Đấy. Bưng lên luôn. Rồi em để đâu đó em để có thể gửi ở đâu đó. Ôm luôn đi. Rồi ôm luôn anh ơi. Luôn mấy câu này dễ mà có gì đâu. Vậy là chương trình này áp dụng từ hôm nay tới ngày 31 tháng 1 đúng không Tiên? Đúng rồi, nếu mua một thùng sữa cun chai hoặc cun túi á thì đã đóng góp được 10.000 đồng cho tổng đài lớp cun rồi đó. Ủa mà để chi vậy? Để họ mua quà Tết tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn á. Số 7, nghe đoạn nhạc sau và đoán tên bài hát. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh liên mới về cho tim mình nào nâng. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đó mới mang chào mừng xuân sang. Là ca khúc tên gì? A. Thì thầm mùa xuân. B. Ngày Tết quê em. C. Rock xuân sang. Và D. Mùa xuân ơi. Em chọn câu C này, góc xinh sang. Chắc chưa? Chắc 100% luôn. Đó là một đáp án. Cái bài này là bài Mùa Xuân Ơi. Dạ. Không sao anh ơi. Bây giờ em hơn được trước là được rồi. Tao có mưa này Ngọc. Tính ra mày sướng á đại. Cao mưa này phải tích lũy được 8 thẻ như ngoạn mới đổi được đó. Mày toàn trả lời mấy câu dễ dễ không à? Cái gì? Dễ làm sao mày? Cái này là đẳng cấp. Trộn màu xanh lá với màu đỏ sẽ được màu gì? A. Đỏ. B. Xanh lá. C. Vàng. Và D. Xanh da trời. Màu xanh lá với màu đỏ trộn lại ra màu gì chứ Phương? Chắc là màu xanh da trời á. Ê, đúng mấy em á, em cũng nghĩ gì á. Trộn màu xanh với màu đỏ hả? Câu A là màu đỏ nè, B là xanh lá. Dạ, loại được hai câu này. Còn câu C là màu vàng, câu D là xanh da trời. Trộn hai màu này lại được màu gì ta? Màu vàng á. Em chọn câu C anh Vinh ơi, màu vàng. Ủa mình không biết á thì mình dùng quyền gợi ý thôi. Thôi giờ xài phí lắm anh ơi. Ok, màu vàng là đáp án chính xác. Yeah. Wow, câu 2. Con vật nào ngủ không nhắm mắt? A. Chuột. B. Ngỗng. C. Thỏ. Và D. Cá. Trời ơi, con này nói dễ anh Vinh ơi. Nhà em bán cá mà. Đáp án chính xác là câu D, con cá. Còn cá nó chết, nó không nhắm mắt luôn mà các bạn. Huống chi là nó ngủ. Chúng chính xác. Yeah. Quá câu ơi, ơi, nha. Loài chim nào dưới đây không có cánh? A. Chim cánh cụt. B. Chim kiwi. C. Chim đà điểu. Và D. Chim công. Anh nhau nhau. Loài chim gì mà không có cánh kìa, anh biết không? Câu này hỏi cũng ngộ. Chim gì mà không có cánh ta? Mà anh biết không? Để anh đoán này. Chắc là chim kiwi đó mày ơi. Phải không đó? Mày đừng có quên, anh đây là vua chim nha mày. Câu A, chim cánh cụt. Cánh nó cụt thôi, nhưng mà nó chẳng có cánh mà. Câu C nè, chim đà điểu. Mình biết con này nè bạn, cánh nó bự dữ lắm. Còn chim công á, mình coi trên mạng nó bay dù dù luôn, nhanh dữ lắm. Vậy là chỉ có câu B thôi. Chim kiwi, em chọn câu B anh Vinh ơi. Sử dụng chiến lược loại bỏ à. Chính xác. Yeah. Một câu luôn. Màu nào? Em chọn màu cam nè anh Vinh. Rồi lấy màu cam đi qua bển đi. Tới câu 4 nha. Đúng. Quốc gia nào không được phép ly hôn? A. Australia. B. Ireland. C. Canada. Và D. Belarus. Trời ơi, em còn nhỏ mà anh cho câu khó như vậy anh Vinh. Mà quốc gia này ngộ hết các bạn. Người ta kết hôn với nhau, sống không được thì ly hôn. Tự nhiên cái cấm ly hôn mà. Trong ba cái quốc gia này á, mình thấy cái Canada là quen nhất nè. Chọn câu C các bạn ơi. Câu C anh Vinh ơi. Sai. Đi về chỗ luôn đi. Suy luận cho giữ lên, rốt cuộc cái quyền gợi ý chưa xài tới nữa rớt luôn rồi. Rồi, Vinh ơi, số 4. Đâu? Dạ. Số 4, chị Thảo. Hồi hồi hộp câu quá. Hỏi số 1 của chị Thảo. Họ nào chiếm tỷ lệ cao nhất ở Việt Nam? A. Lê. B. Nguyễn. C. Trần. Và D là họ Phạm. Trời ơi, câu này dễ các bạn ơi. Nhìn là biết đáp án liền. Em cho câu 3 anh Vinh ơi, họ Nguyễn. Chính xác. Yeah. Câu này dễ quá mà. Qua câu 2 nha. Theo truyền thống ngày 23 âm lịch hàng năm là ngày gì? A. Đưa ông Táo về trời. B. Đưa ông Táo về nhà. C. Rước ông bà. Và D. Tất niên. Trời ơi, câu này thì lại càng dễ luôn các bạn. Câu A. Đưa ông Táo về trời. Con nhỏ này nó quay random trúng mấy câu dễ không các bạn ơi. Chính xác. Yeah. Qua câu 3. Có bao nhiêu múi giờ ở Trung Quốc? A. 1 múi giờ. B. 3 múi giờ. C. 5 múi giờ. Và D. 7 múi giờ. Câu này mình biết nè các bạn. Cô ruột của mình đi xuất khẩu lao động bên Trung Quốc á. Cho nên em sẽ chọn câu A. 1 múi giờ. Nhỏ này nó may mắn các bạn ơi. Chính xác.
cảm ơn Vinh. Kìa, tới câu 4. Vị vua nào đổi tên nước ta từ Đại Cồ Việt sang Đại Việt? A. Trần Nhân Tông, B. Lý Thánh Tông, C. Lý Thái Tổ và D. Lý Chiêu Hoàng. Ôi, sao câu này khó dữ hả? Chọn nào vậy ta? Càng về sau câu hỏi sẽ càng khó nha mọi người. Thôi chọn đại luôn, em chọn câu B anh Vinh ơi. Chắc chưa? Dạ. Nói câu 4 nghe, chưa xài quyền gợi đó. Thôi để quyền gợi cho mấy câu sau. Chọn đại luôn, câu B. Câu B là đáp án chính xác. Hay á, đúng câu này là hay đó. Em có 30 giây nhìn vào hình ảnh và sau đó nói thông điệp của nó muốn truyền tải đến mọi người. Cái này là hai cô gái đang thân thiết với nhau mà còn nắm tay nữa các bạn. Mà sau lưng lại có hình bóng của hai con rắn. Kiểu như ngoài miệng thì thân thiết, còn bên trong thì ganh tị đấu đá lẫn nhau. Cái câu này là bằng mặt không bằng lòng phải không anh Vinh? Đúng! Yeah! Qua câu 6. Con người đã khám phá bao nhiêu phần trăm ở đại dương? A 5%, B 15%, C 25% và D 50%. Sao khó dữ vậy trời? Sao? À, 5% anh Vinh ơi, 5%. Kỹ chưa? Dạ kỹ rồi. Chính xác. Dạ em chọn màu xanh. Màu xanh, rồi lấy màu xanh đi. Ôm luôn một thùng sữa nha. Dạ. Thùng sữa anh Vinh để đã đó. Rồi lấy đi. Bưng nổi không đó? Dạ nổi. Trời đóng ơi. Cửa lại, đóng cửa lại luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo câu anh Vinh ơi. Câu hỏi số 7. Nghe đoạn nhạc sau và đoán tên bài hát. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, thôi nghe nhiều được rồi, nghe nhiều quá dướng bảo quyền đó. Trời đó, ơi, cái bài hát này quá dễ luôn, ngày nào anh cũng nghe. Anh Vinh tinh thần em hát cho anh nghe. Chưa. Trời ơi, chị hai ơi, chị chọn đáp án đi, chị đừng có nghe. Dạ là câu A, câu chuyện đầu năm. Đó là một đáp án chính xác. Yeah. Chị Thảo lần này vượt qua câu 7 luôn rồi, tới câu 8 nè. Câu 8 rồi nè. Loại nhẫn cưới nào mà đàn ông chỉ được đặt một cặp trong đời? A. BNG, B. Dolce, D. Dior và D. Cartier. Mấy cái nhãn hiệu này lạ lạ không mà các bạn. Trong đây chỉ có nhãn hiệu BNG là mình quen thuộc à. Cho nên mình sẽ quyết định chọn câu A luôn. Anh Vinh ơi, em chọn câu A, BNG. BNG là đáp án sai. Dior mới là đáp án chính xác mà em về chỗ đi. Em số 5 nè. Số 5 Tiểu Hùng nha các bạn. Những bạn nhỏ nào mà lớn lên muốn đặt nhẫn cưới để mà kết hôn, muốn lãng mạn thì cứ đặt Dior ha. Có ghệ chưa? Đặt một cặp nhẫn đi ơi, tặng tỏ tình liền đi anh. Mày biệt danh là quan giáo sư, nhưng mà cái tư duy của mày á, không có giáo sư chút nào chứ. Anh đây còn trẻ, đang trong độ tuổi trái châu nữa. Mới quen được con đứa à. Lỡ hôm nay á, anh đặt cặp nhẫn cưới tặng cho nó, rồi ngày hôm sau á, anh ra đường, anh thấy nhỏ kia đẹp hơn rồi sao? Ơi, kiểu đó là tức chết luôn á. Thì đó. Khi nào mình cưới vợ đi, rồi mình đã đặt về tặng cho chắc. Hợp lý. Câu hỏi số 1 của Tiểu Hồn. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau. Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết. Chấm chấm chấm. A. Ông, B. Bà, C. Thầy, D. Cô. A. Mùng 3 Tết thầy, câu C anh Vinh ơi. Quay ra mấy anh ra ngoài đuổi cái con chó đó giùm tôi cái đi. Nó sủa sùm quá, ảnh hưởng tới cuộc thi của chúng ta rồi. Đúng là con chó vô dụng mà. Câu C, mùng 3 tới thầy anh Vinh ơi. Trên xa. Yeah. Quá đi. Câu 2, nhạc cụ nào dưới đây có 2 dây? A. Guitar, B. Violin, C. Đàn nhị và D. Đàn bầu. Trời ơi nó dễ. Nhất nhị tam tứ, nhị là 2. Nên các em chọn là câu C, đàn nhị. Chính xác. Trời ơi, qua câu 3. Con này hơi khó nha Tiểu Hùng. Đà điểu có bao nhiêu dạ dày? A. 1, B. 2, C. 3 và D. 4 dạ dày. Con này khó quá vậy. Em sử dụng mày cho giúp luôn anh Vinh ơi. Ok, hãy lắng nghe cái quyền gợi ý của anh đây. 3 dạ dày câu C. Chết sao? Đây đây, thích cái nào? Thích cái túi màu gì? Em thích màu xanh. Rồi lấy màu xanh đi, đi về chỗ. Cảm ơn anh Vinh. Qua câu 4 nha Tiểu Hùng. Dạ.
hành tinh nào nằm xa mặt trời nhất? A sao Thiên Vương, B sao Thổ, D sao Mộc và D sao Hải Vương. Thằng Hùng này xui dữ mày, mới tới câu 4 mà hỏi liên quan tới vũ trụ luôn rồi kìa. Gặp tao là tiêu luôn rồi. Em chọn câu B sao Hổ. Đúng không anh? Chứ buồn chứ Tiểu Hùng đi về chỗ luôn đi đại ca ơi, sao Hải Vương mới đó. Rồi đi về chỗ đi. Tới em anh ơi. Xui xáo. Trời ơi. À, tới mình với các bạn. Tới ngáo đại ca rồi nghe các bạn. Gán lên ngáo rồi. Dạ. Điền tư còn thiếu vào câu tục ngữ. Ăn trong nồi, ngồi trong chấm chấm chấm. A nhà, B trăng, C con, D hướng. Cái này dễ các bạn ơi. Thường thường ông bà mình cũng nói ăn coi nồi, ngồi trong hướng. Cho nên mình chọn câu D nha. Hướng. Câu D anh ơi. Đúng. Yeah. Mà nó cũng tự hào dữ. Qua câu 2. Bài trời ơi sao mà ngáo này nó toàn là random chúng mấy câu dễ dễ các bạn ơi. Trong bài đồng dao bắt kim thang thì con vật nào đánh trống thổi kèn? A con le le, B con gà trống, C con ếch và D con bềm bẹp. Bắt kim thang cà lan bi gờ, cột qua kèo là kèo qua cột, chú bán dầu qua cầu mà té, chú bán ếch ở lời làm chi, con le le. Bên chọn câu 3 các bạn ơi. Đứng tim mày. Đúng rồi. Yeah. Mau mau rớt đi về chỗ đi, làm tao yếu tim tao chết á. Qua câu 3. Theo âm lịch thì tháng chạp là tháng mấy trong năm? A 9, B 10, C 11 và D 12. Rồi quá dễ đó các bạn ơi. Mình chọn câu D 12. Trời ơi câu này dễ các bạn ơi. Chính xác. Chị cái túi nào. Rồi em lấy cái túi màu xanh lên thôi. Ok về chỗ đi. Cái túi này có vẻ như dễ lấy quá ha. Qua câu 4. Đâu là tên của một loài hoa? A ban, B truyền, C cho, D cấp. À, mình biết nè các bạn ơi. Hình quá. Hồi năm ngoái á, mình với cha mình có đi lên Đà Lạt du lịch các bạn. Rồi cha mình mới chỉ cho mình biết có một cái loài hoa ban. Cho nên mình chọn câu A, ban nha các bạn. Câu A anh ơi. Đúng. Yeah. Câu 5. Nhìn vào bức tranh này 30 giây và sau đó nói ý nghĩa. Anh Vinh ơi, từ từ đi em suy nghĩ nha. Cái bà chị này nè, đang sáng tác một cái bức tranh nghệ thuật mà sao mặt buồn dữ ta. Là rồi lên trên mạng Instagram ha, sao xinh đẹp mà vui vẻ nữa ta. Nói chung á là mình chỉ nhìn được cái mặt năng lực tích cực và cái thành công người ta thôi, mà mình không bao giờ mà mình nhìn được cái áp lực mà họ đã nhận được với những cái năng lực mà người ta đã cống hiến cho cái bức tranh. Rồi anh nói xong chưa? Em nói xong rồi. Chính xác. Nhưng mình cũng thì vẫn nói rõ được thông điệp nha mọi người. Câu 6. Việt Nam có bao nhiêu sân bay quốc tế? A 8, B 10, C 12 và D 14. Nước Việt Nam của mình á các bạn nhỏ xíu à, cho nên mình nghĩ á sân bay quốc tế là ít lắm các bạn ơi. Mình đang nghi ngờ câu A với câu B nha. Em chọn câu B anh ơi. Câu B là đáp án. Đáp án A mới là đáp án chính xác. Mời thằng ngáo đi về chỗ đi. Gọi tới em nè, số 7. Đây, số 7 Tiểu Phương nha mọi người. Câu hỏi đầu tiên của Tiểu Phương. Thứ nào sau đây không có bánh xe? A. Xe đạp đôi, B. Dây ba tin, C. Ván lướt sóng và D. Xích lô. Không có bánh xe hả? Em chọn câu C, ván lướt sóng. Quá dễ. Quá câu. Ai được coi là ông tổ của binh pháp thế giới? A. Tôn Tẩn, B. Gia Cát Lượng, C. Tôn Vũ và D. Tào Tháo. Câu này em biết nè. Câu này em dễ. Chọn câu C, Tôn Vũ. Chính xác. Qua câu 3. Bệnh nào do một loại ký sinh trùng gây ra và bị lây truyền do muỗi Anopheles? A. Viêm gan A, B. Sốt rét, C. Sốt xuất huyết và D. Đậu mùa. Câu này quá dễ luôn. Em chọn câu B, sốt rét. Chính xác. Cô bút màu nào? Dạ màu xanh. Rồi lấy đi em. Rồi về chỗ. Qua câu 4 nha. Vị vua nào đã đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam như hiện nay? A. Vua Gia Long, B. Vua Lê Lợi, C. Vua Tự Đức và D. Vua Bảo Đại. Ê Đại, mày học sử ok hơn tao nè. Mày biết vị vua nào đặt tên cho nước mình là Việt Nam không? Mày có nghe đáp án đề không? Vua Bảo Đại. Vậy là vua Bảo Đại đúng không? Ừ, ổng tên Đại, tao cũng tên Đại.
chắc là ổng rồi đó. Vua Bảo Đại là ổng phải nè, vua Lê Lợi cũng phải luôn. Mình đang phân vân giữa con A với lại con C các bạn. Em chọn câu A anh Vinh ơi, vua Gia Long. Đúng. Hay nha, câu này em trả lời đúng làm hay á. Câu 5, em có 30 giây nhìn vào hình ảnh và sau đó nói thông điệp người ta muốn truyền tải. Cái hình này là hình giá cân nè, một bên á thì để một đống tiền luôn, còn bên kia thì để có một viên thuốc à, mà bên viên thuốc thì nặng hơn. À, vậy là bức ảnh này nè các bạn, gửi đến chúng ta một thông điệp. Đó chính là những người thành công luôn đánh đổi sức khỏe của mình cho một cái thành tựu lớn. Lúc đó thì có nhiều tiền rồi, nhưng mà họ đâu có biết rằng lúc mà họ ngã bệnh á, có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không bằng sức khỏe. Bởi vậy viên thuốc mới nặng hơn nè, đúng không anh? Thông minh. Hay, hay, hay. Qua câu 6 trả lời đúng câu này, em sẽ có được một thùng sữa và một áo mưa cool. Thành phố nào đông dân nhất trên thế giới? A. New Delhi, B. Tokyo và C. Thượng Hải, D. New York. Câu nào ta? Thôi, em sử dụng quyền gợi ý luôn ơi. Đây là một cái thành phố lớn, nổi tiếng trong một đất nước, mà đất nước này có rất là nhiều bộ truyện manga nổi tiếng. Nhiều chuyện hả? Chuyện là nước Nhật Bản, mà Nhật Bản là thành phố Tokyo. Em chọn câu B, Tokyo. Chính xác. Em chọn áo mơ của anh màu nào? Dạ màu xanh. Rồi lấy màu xanh đi, cộng với một thùng sữa luôn, ở trong ngăn tủ á. Dạ. Em lấy trong ngăn tủ ra đi. Được chưa? Ôm cẩn thận đó. Câu số 7, nghe đoạn nhạc sau và đoán tên bài hát. Thôi tắt đi thằng cu tí này, nó hát con nghe chướng cái lỗ tai quá. Rồi em hãy cho anh biết đây là ca khúc có tên gì. A. Con bướm xuân, B. Con bướm sinh, C. Con bướm hy sinh và D. Con bướm mùa xuân. Trời, hát hai câu đầu thôi là biết đáp án là cái gì rồi. Con bướm sinh, con bướm sinh, con bướm đa tình. Em chọn câu B, con bướm sinh. Đúng không mấy em? Dạ đúng. Sai. Cái ca khúc này mặc dù hai câu đầu là con bướm sinh nhưng mà cái tựa nó lại là con bướm xuân. Và chỗ đi, thành viên tiếp theo. Số 8. Số 8, Á Tiên nha mọi người. Để coi cái tập 2 này Á Tiên có giỏi hơn tập 1 không. Câu 1, loài hoa nào sau đây là quốc hoa của Việt Nam? A. Hoa hồng, B. Hoa sen, C. Hoa mai và D. Hoa huệ. Câu này dễ ra bạn. Các bạn có nghe câu tháp mùa đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ không? Thì đó, cho em chọn câu B, hoa sen. Chính xác. Dễ các bạn ơi. Câu 2, ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm là ngày Tết cổ truyền gì của dân tộc ta? A. Tết Trung Thu, B. Tết Thiếu Nhi, C. Tết Đoan Ngọ và D. Tết Trùng Cửu. À, câu C, Tết Đoan Ngọ nè. Đúng rồi, câu này dễ quá mà cần suy nghĩ. Câu 3, đâu là bệnh lây qua đường hô hấp? A. Tiểu đường, B. Cúm, C. S và D. Ung thư. Câu này đáp án là cảm cúm phải không hộ? Bệnh S mới đúng. Sida đó. Mày tào lao quá không ơi? Tào lao đó mà tào lao. Chịu mấy ngoài đường người ta kỳ thị mấy người bệnh S hả? Mày thiếu kiến thức quá. Bệnh S đâu có lây qua đường hô hấp đâu. Làm gì kỳ thị họ? Tội nghiệp người ta. Bình thường mấy người bị cúm nè bạn, ho, sổ mũi. Mình mà lại gần ha là bị lây á. Cho nên mình chọn câu B, cúm anh ơi. Đúng rồi. Yeah. Túi rút màu gì? Dạ em chọn màu xanh. Nhỏ này nhà chắc giờ cũng 3-4 cái túi rút rồi đó. Qua câu 4 nha. Dạ. Trời, xui rồi, trúng câu khó rồi. Năm ánh sáng là đơn vị dùng để đo đại lượng nào trong vũ trụ? A. Thời gian, B. Vận tốc, C. Khoảng cách và D. Khối lượng. À, câu này dễ nữa. Các bạn nghe câu vận tốc ánh sáng không? Nên chọn câu B, vận tốc. Có kiến thức nhưng rất tiếc nó sai rồi. Bởi vì đang nói đây là năm ánh sáng là đơn vị dùng để đo khoảng cách. Một năm ánh sáng là khoảng 9,4 tỷ km đó mấy đứa à. Chia buồn với Á Tiên, Á Tiên đi vậy. Trời, anh em coi tôi lấy 15 triệu nè. Ghê vậy mày. Ok, quan mập số 9 nha mọi người. Rồi.
mày láo nhỉ. Câu 1, trái nghĩa với nhút nhát là gì? A e dè, B dịu dàng, C dè chừng và D mạnh bạo. Trời ơi, cái câu này con nít lớp 1 cũng trả lời được nữa. Câu D, mạnh bạo. Chính xác, quá dễ. Qua câu 2, con vật nào sau đây có khả năng thay đổi màu sắc cơ thể mình cho giống với môi trường xung quanh? A kiến lửa, B chim cút, C tắc kè hoa và D cá vàng. Trời ơi, tưởng gì? Câu C, tắc kè hoa. Quá đúng. Trời ơi, cũng mấy câu dễ không các bạn ơi. 15 triệu. 15 câu 3, tỉnh nào lớn nhất Việt Nam? A Nghệ An, B Thanh Hóa, C Lâm Đồng và D Quảng Nam. Trời ơi, tưởng gì bạn? Mình chính điểm môn địa lý nè. Câu A, Nghệ An. Đúng rồi. Đúng rồi, tôi rút. Lấy màu nào còn hai cái à? Em lấy màu cam anh ơi. Ok, về chỗ. Hay nha, qua câu 4. Vô rồi. Có bao nhiêu đại dương trên thế giới? A 2 đại dương, B 3 đại dương, C 4 đại dương và D 5 đại dương. Câu này dễ. Câu D, 5 đại dương. Sao câu nào mày cũng dễ chân vậy Quang Mập? Chính xác. Chạy địa lý rồi. Câu 5, em có 30 giây nhìn vào hình ảnh và sau đó nói rõ cái ý nghĩa thông điệp mà tác giả của bức tranh này người ta muốn truyền tải. Từ từ anh Vinh, em phân tích cái. Ở đây có một người đàn ông bị cắt cái hộp sọ ló bộ não ra luôn nè các bạn. Mà ông mặc cái áo trong 450 đô là khoảng 10 triệu. Trời, cái áo ngoài 800 đô khoảng 20 triệu đó các bạn. Nhưng mà cái não của ông thì không có đồng nào. Nghĩa là có một số người rất là thích ăn mặc diện đẹp lên, bề ngoài nhìn thì rất là sang trọng cao quý, nhưng mà kiến thức của họ thì không có nhiều trơn á. Anh Vinh, theo em nghĩ tấm hình này muốn nói á, thay vì lấy cái số tiền đầu tư vô vẻ bề ngoài thì mình nên đầu tư vào kiến thức, đúng không anh? Quá đúng. Thấy chưa? Qua câu 6 nha, đúng câu này là lấy áo mưa và một thùng sữa. Sông Mekong chảy qua bao nhiêu quốc gia? A 4 quốc gia, B 5 quốc gia, C 6 quốc gia và D 7 quốc gia. Địa lý nữa hả bạn ơi? Khó nha. À, câu C anh ơi, 6 quốc gia. Chắc chưa? Chắc. Chính xác. Bây giờ. Sao Quang Mập cái tập 2 này nó không phải đi quốc vậy? Đúng rồi, áo mưa. Sao quên luôn rồi. Quên. Lấy màu nào? Em lấy màu xanh anh ơi. Ok, về chỗ đi rồi. Em mở cái ngăn tủ ra, em thích sữa nào em lấy sữa đó đi. Lấy sữa nữa. Lấy nào? Lấy sữa chai hay sữa túi? Dạ em lấy thùng sữa túi. Ok, rồi đóng cửa lại luôn. Câu số 7, nghe đoạn nhạc sau và đoán tên bài hát. Đẹp làm sao gió xuân mơn mang tình nào. Đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bước buồn bà gửi lòng lư khách xa nhà. Tiền cách xe anh Vinh ơi. Ok ok, để anh lấy tiền cách xe ra cho. Nhiều dữ vậy. Dĩa hát muốn khô có họng lương có 5.000 vậy cha. Đi cho xác đi, 5.000 là nhiều rồi đó. Rồi em hãy cho anh biết đi, ca khúc đó có tên gì? A Xuân đẹp làm sao, B Đoản xuân ca, C Xuân hợp mặt và D Xuân bên em. Cái bài này mình biết các bạn ơi. Câu A, Xuân đẹp làm sao. Ngoài trời xuân pháo nổ vang lên gì gào. Mình mượn xuân mứt dưa mai vàng. Quay anh hai à, chốt lại là anh chọn câu nào, anh đừng có hát nữa. Dạ câu A, Xuân đẹp làm sao. Chính xác. Hay quá Quang Mập ơi. Qua câu 8 nha. Câu 8 này bắt đầu hơi khó nha Quang Mập. Châu lục nào có diện tích lớn nhất? A châu Á, B châu Âu, C châu Mỹ và D châu Phi. Này, một là châu Á, hai là châu Âu này tiên. Sai. Chị thấy mấy người ở châu Phi không? Đất nhóc hết trơn á, mà đâu có cất nhà đâu. Toàn trồng rau nè, chăn nuôi không à. Kiểu này diện tích quốc gia người ta chắc lớn lắm, nên mới làm vậy. Em nghĩ là châu Phi á. Nhỏ này mới học lớp 5 mà phân tích hay dữ trời. Chết rồi bạn ơi, cái kiến thức này mình không có biết. Anh Vinh ơi, em xài gợi ý. Ok, đây là một cái châu mà tổng diện tích nó là khoảng 44.5 triệu km² đó. Biết chưa? Dạ, câu A châu Á anh ơi. Đúng rồi mấy em. Vậy đâu? Yeah. Đúng rồi.
ơi, qua câu 9 nha Quang Mập. Thằng này ghê vậy trời. Câu 9 em hãy xem một tiểu phẩm và sau đó nói cho em biết thông điệp là gì. Em chờ anh có lâu không? Dạ em mới tới anh ơi. Anh có này tặng em nè. Khoan. Tính ra mình quen nhau cũng lâu ha em. Dạ. Em cho anh hỏi này nha. Trời ơi, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, làm như xa lạ lắm vậy đó. Anh á thì không có điều kiện và công việc cũng không ổn định nữa. Mà sao em yêu anh vậy? Anh đừng có tự ti như vậy. Em quen anh đâu phải vì vẻ bề ngoài đâu, chủ yếu là sự chân thành. Mỗi lúc em gọi là anh có mặt liền à. Còn tiền bạc là phụ du. Tính ra bây giờ mà 100 cô gái chỉ có một cô gái là có suy nghĩ giống em à. Ủa, ai gọi em vậy? Ba em gọi, để em nghe điện thoại cái hả? Alo, em nghe nè anh yêu ơi. Bé yêu rảnh không? Giờ anh qua chở em đi chơi nha. Giờ em mất chở mẹ em đi chợ rồi. Hãy chiều chiều đi, anh qua anh rước em. 5 giờ đi, 5 giờ cho nó mát. Ok em yêu, vậy 3 giờ em chuẩn bị đi. 5 giờ anh qua rước là vừa đó. Dạ, rồi bye anh yêu. Ok, ba em. Em nghe điện thoại xong hả? Dạ, anh ơi, ba em gọi về có công chuyện rồi. Em về nha anh, có gì mai anh gặp lại. À, thôi em về đi. Dạ, bye bye anh. Bye em, có gì điện anh nha. Tính ra mình may mắn thiệt chứ, quen được người con gái vừa dễ thương mà còn tốt tính nữa. Hẹn người ta 5 giờ, bận giờ 5 giờ 1 phút rồi, chưa thấy gọi nữa trời. Ủa, anh đợi em có lâu không? Anh đợi em nãy giờ 30 phút rồi đó, mà anh có chuyện này muốn hỏi em nè. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Bộ dạo này em bận lắm hả? Lúc trước mới quen nhau á, một ngày gặp nhau tới 3 lần. Còn bây giờ á, 3 ngày mới gặp nhau được có 1 lần à. Đã vậy rồi mỗi cuộc điện thoại á, em phải để cho anh đợi em tới 8 giây, đổ chuông 3 lần. Em có biết á, là thời gian của mấy người có điều kiện như anh à, nó quý giá lắm không? Thôi anh thông cảm đi, cỡ gài ông nội em bị bệnh, cho nên em phải chăm sóc ổng. Không thôi ổng quậy đó, anh đừng có giận nữa mà. Anh hỏi em này nè, em có thương anh thiệt lòng không vậy? Sao mà em không thương anh được? Anh nhìn anh đi. Vô học. Cái gì? Nhưng mà nhà anh có điều kiện. Vậy là em thương anh vì anh có điều kiện hả? Nhà anh có điều kiện thì tốt mà, tạo công ăn việc làm cho người ta. Em mà có thương ai mà anh, em thề ra đường sẽ. Em đừng có thề bậy bạ, lỡ em có chuyện gì á, anh ở với ai? Thôi lên xe đi, anh chở em đi ăn nhà hàng nha. Dạ. Anh trời, chạy nón lại cái. Trời, chạy lẹ đi anh, nhanh lên. Trời, trời lẹ đi. Được là la chết luôn á. Em đúng là không có bắt kịp thời đại gì trơn á. Cái xóm này nó đã yên bình lâu dữ lắm rồi. Bây giờ anh phải tạo không khí cho cái xóm nó sôi động lên. Cái bô nổ càng lớn á là càng chất, biết không? À, rồi đi nha. Đi anh, nhanh lên. Nhà mới của anh đẹp quá anh Phong ơi. Bộ cái này làm ăn được lắm hả? Cũng bình thường à mày ơi. Tháng rồi á, ba mẹ tao vô có 2-3 tỷ. Dạ đúng rồi. Chán thiệt. Vô 2-3 tỷ mà nói bình thường cho nổi. Còn mày làm ăn sao rồi? Công việc của em bấp bênh lắm anh ơi. Mà được cái con nhỏ bạn gái nó thương em dữ lắm. Bạn gái thương mình thì cũng bình thường mà. Anh nè, có con ghệ nó vừa thương anh mà nó còn đẹp nữa nha mày. Rồi, trời ra mắt anh em với coi. Mày cũng ra mắt ghệ mày đi chứ. Ok, em có làm hình luôn nè. Đây nè, nó nè. Thư viện. Ờ. Đâu ghệ anh đâu? Đây. Ủa anh Phong, anh có thích con ghệ của em á thì anh nói em tiếng. Anh làm ăn gì kỳ cục vậy? Mày nói gì vậy cu tí? Tao quen nó được nửa tháng rồi đó. Trời đất ơi, con nhỏ này em quen nó 3 tháng trời rồi đó. Kỳ vậy? Vậy là nó lừa dối hai anh em mình rồi. Anh Phong, hay là anh nhường nó cho em đi. Mày khùng hả cu tí? Theo kinh nghiệm bad boy của anh á, hiện tại nó đang quen hai anh em mình cùng một lúc. Rồi ngày mai á, nó quen mày, lỡ nó quen thêm 2-3 thằng nữa rồi sao? Lúc đó mày có biết không? Anh nói cũng đúng ha. Giờ sao trời? Chẳng sao cái gì nữa. Tao có cách này nè. Anh, hẹn em ra đây sao nãy giờ bấm điện thoại không vậy? Không có chịu nói chuyện với em. Em nè, có chuyện này anh muốn hỏi em. Em phải trả lời thật cho anh biết nha. Có phải á là em chỉ yêu một mình anh hay không vậy? Trời ơi, em chỉ yêu một mình anh thôi. Sao hôm nay anh hỏi mấy câu kỳ cục vậy? Anh Phong à, nãy giờ anh núp trong đó có nghe rõ chưa vậy? Ủa, anh Phong nào? Anh Phong nào đây? Em nhìn đi.
thương lắm, yêu lắm, cô khá lắm, cô giỏi lắm. Thì ra bấy lâu nay cô lừa dối tình cảm hai anh em tôi. Cô Tế. Dối chả. Anh Cô Tế, đừng có bỏ em mà. Từ từ anh Vinh, để em phân tích. Là chị Thảo quen một lượt hai người đàn ông. Ở bên người này thì dối người kia, mà ở bên người kia thì dối người nọ. Ở bên anh Phong thì lừa anh Cô Tí, mà ở bên anh Cô Tí thì lừa anh Phong. Xong rồi không quen được ai luôn. Vừa tội chứ lắm chị Thảo. À, cái câu này dễ mà anh Vinh. Bắt cả hai tay. Chính xác. Thấy chưa? Qua câu cuối trả lời đúng câu này, em sẽ được một qua ly, trong đó có 15 triệu. Yeah. Rồi đọc câu 10 nè. His parents are very proud ... their sons are in, B about, C up, D on. Rồi điền vô đi. Rồi xong luôn. Mình ngu tiếng Anh mà gặp câu tiếng Anh nữa các bạn. Ở trong đây mình đọc hiểu được chữ his parents nè, là gia đình của anh ấy, là cái gì đó, là cái gì đó, ai biết gì đâu. Từ từ bạn, mình sẽ đọc làm sao, coi coi mấy cái từng chữ trong đây nè, câu nào nghe nó hợp lý nhất. Giao in, giao ốp, giao ở bao, giao on. Giao in, giao ốp, giao ở bao, giao on, giao in, giao ốp. Hết thời gian giao... rồi. Từ từ anh Vinh. Mình thấy cái câu giao ở bao của các bạn có sự liên kết. Em chọn câu B, ở bao. Rao bao đọc có vẻ như nuột quá hả? Dạ dạ. Nhưng mà ra đó một đáp án sai. Proud of mới đúng nha em. Be proud of nghĩa là tự hào về một cái điều gì đó. Ví dụ ở đây his parents are very proud of their sons, nghĩa là cha mẹ của anh ấy rất là tự hào về con cái của họ. Mời em về chỗ đi. Trời ơi, ở tập 1 mình gớt ở câu 8, qua tới tập 2 này mình cố gắng vậy mà vẫn gớt. Đi về đi. À, thành viên mới của team bé lợn con Bắc Giới, cháu của Thiên Bồng Nguyên Sói số 10 nha các bạn. Để coi bé Hợi này liệu sẽ vượt qua được mấy câu hỏi ha. Câu đầu tiên, loài động vật nào dưới đây không thể nhảy? A chuột, B sư tử, C voi, D hươu cao cổ. Con nào mà nhảy không được hả? Chắc đáp án là con voi phải không, quen giáo sư? Cái con gì nữa? Tướng tao dày chảy cũng không đổi. Tướng gì con voi nó tù lùi vậy sao mà nhảy? Em cậu xe anh ơi, con voi. Tại vì con voi với bạn nó mập vậy nè, đi không nổi, hướng chi là nhảy. Chính xác. Qua câu 2, quốc gia nào cấm nhai kẹo xin gươm? A Indonesia, B Bhutan, C Singapore và D Triều Tiên. Cái quốc gia nào mà ngộ vậy trời? Người ta buồn miệng muốn ăn cái gì ăn, tự nhiên nhai kẹo xin gươm, cái cấm à? Cấm là phải rồi mày ơi, nhiều người thiếu văn minh nhai kẹo xin gươm xong và cháy chiếc tùm lum hết á. Theo mày nghĩ đáp án của câu này là quốc gia nào? Singapore đó. Mày nhai kẹo xin gươm á, bị nhà nước phát hiện là bị phạt 1.000 đô với 10 giờ lao động công ích đó. Cái gì mà phạt nặng như vậy? Phạt nặng như vậy dân ta mới sợ. Bởi vậy là quốc gia sạch nhất trên thế giới đó. Câu này dễ nè. Em chọn câu C, Singapore. Bô gì? Singapore anh. Singapore chị ai ơi, đọc lại giùm em cái đi. À dạ, em xin lỗi. Tại đó giờ em kêu vậy, nó quen miệng rồi. Là sai đó, bây giờ đọc lại giùm đi, xin gì? Singapore. Chính xác. Câu 3, ngôi vị đổ đầu trong các kỳ thi thời phong kiến là gì? A thủ khoa, B bản nhãn, C trạng nguyên và D thám hoa. À, cái câu này em biết nè anh Vinh. Em chọn câu C, trạng nguyên. Đúng rồi. Còn đôi đúng cái túi luôn. Đây. Rồi đi về chỗ giùm cái đi. Câu 4, quốc gia nào có nhiều hòn đảo nhất trên thế giới? A Nhật Bản, B Na Uy, C Indonesia và D Thụy Điển. Cái câu gì mà khó gì vậy anh? Gợi ý đi, sử dụng có gì đâu. Em sử dụng luôn anh ơi. Ok thôi. À, anh sẽ gửi cho em, đây là một cái quốc gia mà trong nó có khoảng 267.570 hòn đảo. Cũng nhiều đảo đó. Thì cái quốc gia nào có nhiều hòn đảo? Nghĩ đi. À, em chọn câu A, Nhật Bản. đúng không anh? Đúng rồi. Cô D, Thụy Điển mới đúng nha. Rồi, bé heo đi về chỗ đi em, mấy đứa đứng lên. Cuộc thi Ai Rào Rich Kids tập 2 đến đây là kết thúc nha mọi người. Thì hy vọng là sau khi xem xong video này, các bạn sẽ biết thêm được nhiều kiến thức thú vị mới. Đồng thời nếu mà đáp án của tụi mình có vấn đề gì đó, các bạn cứ đóng góp phía bên dưới bình luận, tụi mình lúc nào cũng sẵn sàng tiếp thu hết.
thì Tết này Quân có chương trình là ngoài cái việc mà mình mua sữa và mình uống mình săn quà ra đó, thì chúng ta cũng có thể gửi những lời chúc yêu thương đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn bằng hai cách. Gửi online qua website tổngdailovequeen.idb.vn. Hình thức thứ hai là gửi thiệp Queen viết tay và hộp yêu thương được đặt ở các cửa hàng sữa Queen. Ok, còn bây giờ thì hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye. Ồ, nhiều màu vậy luôn hả? Đó, chưa chưa. Đó, chớp gì luôn nha các bạn. Rồi, đeo đi. Tí, đeo lên đi cô Tí. Đó. À, trẻ trâu, trẻ trâu chưa? Rồi, qua kia đốt bùi rồi đấy. Cứ đốt nhiều nhiều đi rồi xoay. Đốt nhiều nhiều đi em ơi. Rồi chưa, rồi chưa. Rồi xoay đi cô Tí. Rồi, quay. Đó. Ồ, đau quá các bạn ơi. Đó. Quá đẹp luôn. Xoay đi. Wow. Được rồi, cô Tí ơi. Thôi, mở ra đi. Đừng đốt nữa, được rồi. Nãy giờ slow motion chắc đẹp lắm á các bạn. Mở đèn lên đi Phong. Sau khi mình đốt